Được phát hiện vào năm 1959 đến năm 2013, tộc người Rục Việt Nam đã lọt vào top 10 bộ tộc bí ẩn nhất thế giới. Dù đã hơn 60 năm kể từ ngày được tìm thấy và gia nhập cộng đồng các dân tộc Việt Nam, thế nhưng tộc người Rục ở xã Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình vẫn mang trong mình nhiều ẩn số chưa thể giải mã. Năm 1959, tộc người Rục được phát hiện. Sau nhiều lần vận động và thuyết phục, 11 hộ và 34 người Rục đầu tiên rời hang đá vào năm 1971. Sau đó, những năm tháng chiến tranh cùng cuộc sống khó khăn, chúng ta đã không thể giữ họ ở lại với cộng đồng. Cho đến năm 1980, sau nhiều tháng thuyết phục tộc người Rục một lần nữa rời hang về định cư ở ba bản Ón, Yên Hợp và Mò O, Ồ Ồ thuộc xã Thượng Hóa, dựng lều và bắt đầu làm quen với làm rẫy, chỉa đậu, trồng ngô. Từ đây, tộc người Rục được biết đến như là người em út trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Họ được các nhà khoa học ghép vào nhóm người Chứt bởi có những nét tương đồng về nhân chủng, ngôn ngữ. Đến đầu năm 2013, tộc người Rục được đưa vào danh sách 10 bộ lạc còn nhiều điều bí ẩn nhất thế giới. Họ có tập quán lạc hậu, quen ở hang sâu, săn bắt, hái lượm, nhưng cũng có đời sống tinh thần phong phú, còn lưu giữ những nét văn hóa đã từ lâu không tồn tại trong thế giới hiện đại. Theo các nhà nghiên cứu, địa vực hình thành, phát triển và sinh sống lâu đời của người Rục ở Trường Sơn, sát biên giới Việt-Lào. Người Rục vốn không có họ, không có tộc danh. Những già làng người Rục cho biết, ngày xưa họ thường ở hang lèn, dưới những vòm, mái đá lèn hoặc làm trại dưới chân núi, nơi có nước Rục, nước trong núi đá vôi hoặc trong lòng đất chảy ra. Vì lẽ đó nên các tộc người khác đã gán cho họ cái tên Rục. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian từng khẳng định, người Rục cũng như người Sách, người Mày, người Mã Liềng và người Arem ở Quảng Bình là bộ phận cư dân tiền Việt Mường hiếm hoi còn lại ở nước ta. Được biết, trước khi rời hang đá, người Rục vốn sống tách biệt, cuộc sống hoàn toàn dựa vào tự nhiên nên còn giữ nhiều cách sinh hoạt của người tiền sử. Người Rục không biết đến sự tồn tại của các tộc người khác, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ để tóc dài quá lưng, không mặc quần áo, chỉ che thân bằng những tấm vỏ cây sơ sài. Người Rục quen leo trèo cây trên các triền núi cao ngất để săn bắt, hái lượm. Món ăn phổ biến của họ là bột nhúc, bột đoác và thịt thú nhỏ, nhưng thích nhất vẫn là thịt khỉ. Nồi nấu ăn của người Rục được chế từ cây gỗ khoét rỗng ruột. Những lúc không còn thú hay củ mài để ăn, người Rục tìm cây trà lị, loại quả giống mít rồi luộc lên ăn cho đỡ đói lòng. Đã hơn 60 năm rời hang đá về hòa nhập với cộng đồng, nhưng người Rục còn nặng lòng với cuộc sống hoang sơ, gắn với tự nhiên, nơi rừng sâu, hang đá, đặc biệt là các già bản. Mỗi năm đến mùa rẫy, họ lại dắt díu nhau lên rừng, có khi vài ba tháng mới về nhà. Khác với những bộ tộc khác, người Rục không có tục thờ cúng người mất với thần núi, thần khe. Mặc dù sống giữa tự nhiên, nơi đại ngàn hùng vĩ, người Rục có cách riêng để tự bảo vệ mình trước mọi hiểm nguy. Đáng chú ý, hiện trong cộng đồng người Rục còn tồn tại hai dạng phép thuật bí hiểm là thuật thổi thắt, thổi mở và thuật hấp hơi. Các nhà khoa học dù đã được tận mắt chứng kiến, nhưng cũng chẳng thể nghiên cứu về nó vì người Rục xem đó là sự linh thiêng, không thể tiết lộ cho người ngoài. Trong đó, thuật thổi thắt, thổi mở của người Rục được nói đến như là một cách kế hoạch hóa gia đình ngày nay. Họ dùng bùa chú thổi vào bát nước, sau đó cho người phụ nữ uống thì sẽ không sinh đẻ và ngược lại. Còn thuật hấp hơi cũng dùng bùa chú để giữ tính mạng trước lam sơn chướng khí và thú dữ của những người đi rừng. Theo quan niệm của người Rục, nếu dùng bùa chú, thú dữ không dám tấn công, thậm chí còn có thể dắt cả hổ đi theo được. Mặc dù những phép thuật nói trên nay không còn phổ biến trong cộng đồng người Rục, nhưng những thầy ràng, thầy mo vẫn còn lưu giữ. Các dụng cụ của một buổi lễ thổi thắt, thổi mở gồm hai ống nứa dài 1m và 0,5m, một phiến đá, một cái bát đựng nước, một cái đựng hoa sáp ong làm nến, hương và sợi tóc hoặc sợi chỉ để vào bát nước. Thầy ràng ngồi xổm, hai tay cầm hai ống nứa cả phần đầu nhọn vào phiến đá phát ra âm thanh trầm bổng. Cùng lúc đó, thầy đọc thần chú có vần điệu như hát theo giai điệu từ hai ống nứa, vừa đọc vừa thổi hơi vào bát nước. Theo thông lệ, chừng 30 phút sẽ đưa bát nước có sợi tóc hoặc sợi chỉ cho người phụ nữ uống. Tùy vào mục đích,
thổi thắt hay thổi mở mà thầy ràng sẽ đọc bài chú có nội dung phù hợp. Người rục còn có thuật hấp hơi để tránh thú dữ. Mỗi khi vào rừng, người rục chỉ cần đọc câu thần chú thì dù có hổ, báo, voi rừng cũng không dám đến gần để tấn công. Nếu đi theo nhóm đông, thầy ràng có thể dùng phép thuật vẽ một vòng tròn cho nhiều người ngồi trong đó để chống lại thú dữ. Ngoài ra, thầy ràng của bộ tộc người rục còn có thể thổi chữa bệnh đứt tay chân, chảy máu, rắn độc cắn và mỗi dạng bệnh tật có những câu chú khác nhau. Từ chỗ sống tách biệt trong những hang đá giữa rừng già, đối diện với nguy cơ bị diệt vong, giờ đây đồng bào rục đã tự tin hòa nhập cộng đồng. Cuộc sống của họ nay đã có nhiều đổi thay và khởi sắc. Sự hồi sinh mãnh liệt của đồng bào người rục có sự chung tay, góp sức của chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng, đặc biệt là sự chăm lo nhiều hơn của Đảng, Nhà nước trong quá trình hòa nhập cộng đồng. Vốn quen với cuộc sống tự nhiên đơn thuần, với săn bắt, hái lượm, chiếm đoạt những vật phẩm có sẵn từ rừng. Bước ra từ hang đá, người rục không khỏi cảm thấy lạ lẫm với tất cả. Với họ, trồng trọt là một điều gì đó vừa thích thú vừa xa lạ. Sau khi đưa đồng bào ra khỏi cuộc sống trong hang, bộ đội đã phải phát rẫy, trồng ngô, trồng sắn, làm cho đồng bào xem, chỉ cho mọi người cách chỉa lỗ đất tra hạt. Thế nhưng cái bụng và cái tay vốn quen với rừng, cách cầm dao, cầm nỏ, cầm dùi vẫn thuận tay hơn cầm cuốc, cầm xẻng. Cái bụng vẫn chưa quen ăn cơm gạo tẻ, cộng thêm nỗi nhớ rừng vẫn đau đáu khiến họ không ngần ngại quay lại về rừng. Chăn trở nhiều với cái đói, cái nghèo của người rục, năm 2010, dự án lúa nước Rục Làn do Bộ đội Biên phòng đầu tư đã ra đời. Bước qua hơn 20 vụ lúa, từ chỗ được Bộ đội Biên phòng cầm tay chỉ việc, đến nay, phần lớn công việc trên đồng ruộng, đồng bào rục đều tự tay làm lấy. Mỗi năm, 2 vụ lúa, cánh đồng Rục Làn đạt năng suất trung bình 40 tạ mỗi hecta. Những năm được mùa, năng suất còn đạt cao hơn. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, bây giờ người rục đã thành thục các công đoạn làm lúa nước, từ làm đất đến bón phân, ủ giống, gieo xạ, chăm sóc, thu hoạch lúa. Không chỉ làm ấm cái bụng, người rục còn đủ ăn cả năm và dư thừa thóc lúa để dự trữ lẫn chăn nuôi, lợn gà. Từ ngày ra khỏi hang đá, hòa nhập cộng đồng, người rục ở Thượng Hóa không chỉ thoát nguy cơ tuyệt chủng mà còn phát triển dân số lên tới 93 hộ với 439 nhân khẩu định cư ở 3 bản Mò O Ổ Ổ, Yên Hợp và bản Ón thuộc xã Thượng Hóa. Những năm gần đây, người rục, đặc biệt là lớp trẻ, đã từng bước nhận thức được tiềm năng, lợi thế này để tìm cách tạo dựng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo ngay trên mảnh đất họ sinh sống. Những người có đời sống kinh tế khấm khá, hiểu biết xã hội là nhờ họ rất chăm chỉ học cái chữ. Giờ thì bà con đã biết tính toán làm ăn, đời sống khá hơn trước.